Ok đầu tiên đầu tiên chúng ta sẽ có mẫu uh, Diagen ha một cái dòng chữ chạy vòng quanh uh, hình một cái trái đất như vậy Ok ok để làm được thiết kế này đầu tiên mình phải tìm được một cái hình trái đất ha hình này là hình trắng đen mình sẽ vào Google vào Google hình ảnh chúng ta sẽ sạch từ khóa là Earth thêm từ khóa là sihulit ha. Sihulit là đánh vần là S I ngắn L H O U E T T E đó. Tìm từ khóa là earth sihulit ha các bạn thì sẽ tìm được hình trái đất theo kiểu hình trắng đen. OK, mình sẽ lấy hình này, mình sẽ lưu hình ảnh về máy tính. À, hình này tại sao không mở được bằng Photoshop? Tại vì hình này có định dạng là SVG nha các bạn. À, đối với những hình có định dạng là SVG, chúng ta phải chuyển nó thành PNG. Thì các bạn vào Google gõ là SVG to PNG ha svg to png đó chúng ta click vào kết quả trang web đầu tiên thì chúng ta upload cái file svg lên đó là trang này nó sẽ chuyển cái cái định dạng hình đó thành hình png thì hình png chúng ta mới load vào trong photoshop được các bạn nha ok chúng ta mở hình lên bằng photoshop sau đó mình mở rộng trang bằng công cụ crop tool phím tắt là chữ c tiếp theo tiếp theo mình sẽ vẽ một cái đường tròn quanh cái trái đất như vậy thì để vẽ được hình tròn ở đây á ở đây các bạn để ý cái hình này không phải là một vòng tròn ha nó là một vòng uh, kiểu như bị uh, dẹp lại á thì ở đó uh, để vẽ được cái đó mình sẽ dùng công cụ là rounded rectangle tool phím tắt là chữ u các bạn lưu ý khi mà click vào cái menu công cụ bên trái á chúng ta giữ chuột trái thì nó sẽ sổ ra những công cụ khác nữa thì ở đây mình dùng công cụ là rounded rectangle tool sau đó chúng ta tạo một layer mới click vào nút create new layer nè và chúng ta vẽ thử đây ở công cụ này khi mà vẽ ra được một cái hình đó các bạn để ý ở cái góc đó, đó nó sẽ có cái bo tròn ở bốn góc ha thì bây giờ mình muốn cái bo tròn đó nó bự hơn ở đây ở trên radius nè <laughs> mình sẽ ở trên thanh menu nằm ngang phía trên á có cái ô là radius có nghĩa là cái 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 đường kính của cái bo tròn á thì mình sẽ cho số lớn hơn ha mình để 50 pixel thử xem. Ok kết quả vẫn chưa được, mình sẽ để là 150 pixel. Đó các bạn thấy không cái đường này gần giống như cái đường bo tròn lúc nãy rồi đó. <laughs> mình sẽ để lên là 200 pixel. Ok, mình để là 250 pixel luôn nha. Đầu tiên, mình vẽ một cái đường. Ờ, dẹp khoảng cỡ này ha. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái đường viền xung quanh cái hình này. Mình sẽ phải chuột chọn Blending Option. Chúng ta click vào hiệu ứng Stroke là tạo viền ha. Ở đây viền mình muốn là màu đỏ. Thì ở All Color nè mình click vào và mình chọn màu đỏ. Ok. Mình muốn cho viền nó dày hơn. Ở một size nè chúng ta click lên. Tại sao ở đây mình không chuyển được thành màu đỏ? <laughs> Tại vì cái cái hình này á, đang ở dạng uh, layer này đang ở dạng trắng đen mình không có chỉnh màu được thì mình sẽ chuyển thành dạng RGB ha. Chúng ta vào image vào mode vào RGB ha. Đó, một số hình ảnh các bạn sẽ gặp trường hợp là tại sao chỉnh mà không có chỉnh được màu thì đó là do cái mode của cái chế độ á, cái chế độ của cái hình ảnh đó đang ở dạng grayscale hoặc là dạng index color thì chúng ta chuyển nó về RGB các bạn nha. Rồi chọn là đon mạc chúng ta sẽ vào lại hiệu ứng stroke. Rồi mình sẽ chọn lại màu đỏ. Đó bây giờ thì chúng ta đã chỉnh được cái đường viền này kích thước màu đỏ ha, mình sẽ chỉnh size nó lại. Ok, sau đó chúng ta muốn cái phần màu xám là trong suốt ha, chỉ lấy cái đường viền thôi. Thì ở trong bảng layer này có cái ô fill đang mặc định là 100%, chúng ta kéo hết về phía bên trái. Đó cho nó thành 0%. cái đường vòng này nó dẹp hơn nữa nên mình sẽ thu nhỏ nó lại theo chiều dẹp hơn như vậy ok rồi chúng ta muốn trái đất cái phần ở góc này của trái đất ha nó nằm đè lên phía trên cái vòng tròn thì đầu tiên vòng cái vòng tròn này á các bạn thấy nó đang có hiệu ứng là stroke nè ở trong layer là vòng tròn á có cái chữ effect nè có hiệu ứng stroke thì chúng ta phải biến cái hiệu ứng đó nhập vào cái file hình ảnh có vòng tròn luôn ha chúng ta phải chuột chọn là rasterize layer style đó là bây giờ hiệu ứng nó nhập vào trong cái layer hình này luôn rồi sau đó mình sẽ ấn control à, mình sẽ click vào cái icon á của cái layer có hình trái đất nè để chúng ta chọn khối hình trái đất rồi từ đó chúng ta muốn xóa cái phần vòng tròn ở phía dưới này mình sẽ dùng công cụ cục gom ha, Eraser Tool, phím tắt là chữ E. Mình click vào layer có chữ vòng tròn nè. Chúng ta xóa phần đỏ đi. Đó. Rồi, chúng ta làm tương tự vậy. À, để xóa những vòng tròn tiếp theo ha. Đầu tiên từ vòng tròn này mình sẽ ấn tổ hợp Ctrl J để nhân đôi nó lên. Đó, mình ấn Ctrl G để mình nhân đôi. Mình sẽ làm bốn vòng tròn như vậy ha. Thì tương tự như vậy, chúng ta ấn Ctrl, click vào hình có icon trái đất nè. Rồi dùng <laughs> công cụ Eraser Tool. Đó. Sau đó mình click vào những cái layer mà có vòng tròn nè. Mình xóa đi những cái phần mà mình muốn trái đất che lên cái vòng tròn đó ha. Tiếp tục, tiếp tục mình sẽ thêm một cái dòng chữ vào thôi. Thì để thêm dòng chữ chúng ta dùng công cụ type tool, phím tắt là chữ T các bạn nha. Rồi, các bạn muốn chữ màu đỏ thì ở trên thanh menu nằm ngang phía trên có cái nút màu, chúng ta click vào và có thể chọn màu chữ ha. Ở đây thay vì Diagen mình sẽ để chữ là Gecko. Ở trên menu nằm ngay phía trên đó, có cái bảng để các bạn có thể sổ xuống và chọn phong chữ. Ở đây mình sẽ dùng phong là UTM Bebas các bạn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta muốn tổng thể hình này nó xoay nghiêng, xoay nghiêng thì chúng ta chọn hết các layer ha, ấn shift. Chúng ta nhấn nút shift, chọn layer trên cùng và sau đó chọn layer dưới cùng. Đó là chúng ta chọn được một lúc hết các layer. Sau đó mình đang ở dùng ở công cụ move tool là phím tắt là chữ V á. Khi mà click vào công cụ move tool á, các bạn thấy xung quanh cái hình này có những cái ô vuông nhỏ nhỏ. Thì chúng ta đầu tiên để chuột vào cái ô vuông, sau đó nhích lên phía, nhích ra ngoài một chút ha, nhích xéo ra ngoài một chút. Cái chuột á cái con chỏ chuột nó sẽ đổi hình thành hai cái mũi tên ra hai bên á. Đó. đó, bây giờ là mình có thể nắm và xoay được cái hình ảnh này. Đó, ok như vậy là để xem mình uh... Rồi bây giờ, bây giờ mình muốn uh... xóa cái phần nền đen của cái trái đất thôi, chỉ giữ lại cái phần màu trắng thôi ha. Thì để chỉ xóa phần màu đen á, chúng ta sẽ dùng công cụ là Background Eraser Tool nha. Phím tắt là chữ E. Có hình icon là cục gom và cây kéo các bạn nha. Sau đó chúng ta click vào phần nền đen. Đó, mình chỉ giữ phần màu trắng thôi. Ở đây phần màu trắng ít quá, mình muốn xóa. Xóa cái phần màu trắng và giữ phần màu đen ha. Chúng ta click vào màu trắng. Rồi bây giờ mình muốn chuyển cái phần màu đen này thành màu trắng thì chúng ta đơn giản chỉ cần ấn tổ hợp Ctrl Y các bạn nha. Ctrl Y là đảo ngược màu, cái hình đen màu đen thì nó sẽ đảo thành màu trắng. Ok, sau khi thiết kế chúng ta sẽ dùng công cụ Crop Tool, chúng ta sáng sát vào cái file thiết kế này. rồi chúng ta sẽ lưu hình ảnh này lại các bạn ấn tổ hợp control s nha à, chúng ta lưu với định dạng png các bạn nha sau đó mình sẽ vào getco vn ứng dụng thiết kế áo chúng ta click vào nút upload ảnh và upload cái mẫu này lên đó ok khi khi mà mình lúc nãy là mình đã xóa được cái phần nền nền đen của phía dưới hình quả cầu ha nên bây giờ lúc mà chọn màu áo á đó các bạn thấy không cái phần nền mà xóa nó sẽ là màu áo nhìn nó rất là tự nhiên ha